Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay nhà mình nấu cơm tấm với lại thịt sườn cốt lết nướng. Với lại mình có mua ít da heo này với miếng thịt này về mình làm bì. Với lại nhà mình có mua mấy cái cánh gà làm gà chiên nước mắm á. Nguyên liệu gồm có hành, củ tỏi với lại ít mỡ. Đây chút hành thắng mình làm mỡ hành nè. Bây giờ xin mọi người vào bếp với mình nha. Mình trụng sơ gà mình ớt đó con. Cho gà vô mình trụng cho nó săn lại cái bắt đầu. Nên mình ớt. Mình bỏ gừng vô nên mình trụng cho nó đừng có hôi mùi gà con. Bên đây cũng sôi tiêu rồi. Cho ít củ hành vô. Luộc thịt với da. Da này mình cũng chà muối sạch sẽ. Nên mình luộc cho nó mềm luôn hả mẹ? Nó mình luộc cho nó mềm đi. Còn gà thì mình chỉ trụng sơ thôi. Mình trụng sơ gà. Trụng xong mình rửa lại cho nó sạch nữa ha mẹ. Để rắc ớt mình không có bị tanh mùi gà. Tại gà này là cánh gà đông lạnh hả mẹ? Nó không có đông lạnh nhưng mà gà này là gà công nghiệp đó con. Dạ. Giờ mẹ lên rửa gà xong rồi quay qua đây làm cái nước sốt để ướp thịt luôn. Cho 3 muỗng. 3 muỗng nước ướp thịt này. Này dùng một cái sốt ướp thịt nướng có sẵn không mẹ? Mình cho ít tỏi băm vô. Hành tím băm. Cho vào đây một ít mật ong nữa con. Dạ. Hai muỗng hạt nêm. Muỗng rưỡi đường. Miếng bột ngọt. Nước tương. Một ít tương ớt vậy. Cho nó lên màu cho nó đẹp. Cho chừng muỗng màu dầu điều vô. Cho chừng muỗng nhỏ nước mắm thôi cho nó có cái mùi thơm thôi. Miếng tiêu. Quậy hết cái hỗn hợp này cho nó tan ra. Bắt đầu mình ướp thịt đây coi.
Mẹ đang thấm từng miếng rồi bỏ vào gì á cho nó nhanh thấm hơn hay sao mẹ? Cái miếng thịt cốt lết mà nó bên màu trắng bên màu hồng vậy, cái miếng thịt nó mới mềm phải không mẹ? Ừ, cái đầu này nó mềm, nó có hai đầu, đầu cứng với đầu mềm. Ừ, nó có phân nửa cái thịt đỏ phân nửa thịt trắng vậy là nó mềm á con. Dạ. Yeah. Mình có một ký thịt sườn. Nhà mình đổ vô mình ấp gà luôn. Mẹ lên ấp thịt xong quay qua đây là ấp cái cánh gà này luôn. Ừ. Chà thêm xíu củ hành, xíu củ tỏi cho nó thơm. Miếng tiêu, muỗng hạt nêm, hạt sa, ấp lại chút xíu em nè, mình chiên. Qua đây cái nồi da nó lên bọt dữ nè, mẹ lên chỗ bắt đầu vớt bọt. Gà mình ớt nãy giờ nó cũng thấm rồi con, giờ mình cho ít bột chiên giòn nha mình chiên. Cho bột chiên giòn lắm mình chiên nó mới giòn gà mình lên hay nè. Giòn chứ nó không có bị văng đó con. Dạ. Nên mẹ cho dầu vô. Nên mẹ cho dầu vô rồi mẹ chiên. Dầu nó cũng nóng, mình cho cánh gà vô mình chiên rồi.
đang chiên, chiên đang chút xíu nó vàng một chút nữa. Mình gấp ra. Nó vàng. Trước hai cái cánh vàng trước giòn nhìn ngon hay nè. Mình có tẩm một chiên giòn cái nó giòn cái da mình chiên nó không có bị văng nữa không. Dạ. Cái này lát mình có làm sốt không mẹ hay là gì là xong mẹ? Có không, lát mình làm cái sốt. Dạ dạ, bé đây lát làm cái sốt là mình sốt lên sao. Khi nào mình ăn mình mới sốt không mẹ? Sốt sớm mà sao nó mềm. Đây không biết cái da nó mềm chưa nó. Cái da này luộc lâu thiệt luôn á. Nó cũng chín rồi con. Vớt ra cái da mình để chút xíu nữa. Dạ. Ngâm vô nước lạnh cho nó trắng thịt. Nãy lúc mình luộc thì chắc khoảng 10 phút nữa thôi. Da nó dơ trong cái thịt. Bây giờ thịt thấm rồi mình bỏ vô cái lò nướng thì mình nướng. Bữa nay là khai trương lò nướng. Mì chiên không dầu. Mì chiên không dầu. Không biết sao nữa. Bữa giờ mình chưa làm gì hay mẹ? Mình để mình nướng thử coi. Bữa giờ chưa khai trương luôn không bà cô chú các bạn. Nay trời mưa. Không có nướng than được. Tự nhiên mấy bữa nay gần Tết này còn mưa nữa. Để đi về mưa ào ào. Mà đây là đúng không? Mình muốn coi nó ấy chưa, mình bắt con đèn lên. Còn không mình tắt con đèn để tiết kiệm điện. Cái nồi mình tính cái mình mở lên. Mở lên để mình coi. Đợi thành quả thôi. Vậy da nó mềm rồi con. Giờ mình vớt ra. Nha, mở vô con miếng. Cũng bôi trong nước cho cái da nó trắng hay mẹ? Giờ mình bắt thịt xong mình bày. Này là mẹ lên vớt nha, mình rửa sạch lại một lần nữa. Rồi giờ mình sẽ sắt để trộn làm cái bì. Bì là mình trộn vừa có thịt vừa có da ha nha. Bì mình sắt xong rồi con. Giờ bắt đầu mình ớt vô cho đây miếng muối tiêu. Một xíu đường. Một khoảng nửa muỗng đường thôi. Cho nó có. Một chút xíu bột ngọt. Cho một ít tỏi băm vô. Thơm.
cho hai muỗng thính thính gạo. Thính là thơm quá mẹ. Cái bì quan trọng là mình phải cho thính thôi mẹ. Thính với tỏi á con. Dạ. Hai cái như đó mà nó thơm. Mình trộn đều nha. Bì ở nhà mình sắt á, nó không có nhuyễn như bì về chợ. Bì chợ người ta sắt máy á, nhuyễn ngon. Mình kệ, mình ở nhà mình sắt không nhuyễn được. Đó, hay xong món bì vậy đó. Trộn bì xong rồi cái mẹ Linh làm cái nước sốt để mình sốt cánh gà. À, cho miếng tỏi ớt, miếng tỏi, củ hành. Tỏi nó tra vàng rồi mình tắt bếp rồi mình cho mấy cái gia vị vô. Cho chừng một muỗng tương ớt rồi không? Tại vì mình làm có nửa ký gà với một muỗng nước mắm. Một muỗng đường này. Cho ít tiêu vô cho nó thơm. Nghe cái gia vị này cho nó tan rồi hả? Bắt đầu mình cho gà vô. Mình đảo ra đều. Rút hết vô trong cái cánh gà này á con. Dạ. Mình ngon lắm. Dặn lửa cho thiệt nhỏ để nó cháy. Rồi, xong. Đổ dĩa luôn nha. Dĩa luôn. Thấm hết rồi đó. Tiêu quá, nó đen đen. Giờ chuẩn bị xong hết đây đó, anh chỉ gấp ra là ăn cơm thôi. Miếng thịt nướng bằng lò nướng mà, nó cũng không có khô. Rồi cho đậu chua lên anh. Dạ. Này, lát ai ăn gà lấy sao. Thêm một dĩa nữa. Các bạn mẹ con học bạn.
Rồi, đem lên chuẩn bị ăn luôn. Em chào cả nhà nha, em mới làm về. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ mẹ Linh đã làm xong cái món cơm sườn bì ông bà cô chú, thì bây giờ lại xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình lên nha. Mời tất cả mọi người dùng cơm với gia đình mình nha. Mời mẹ ăn cơm nha. Dĩa cơm rất là hấp dẫn luôn ông bà cô chú các bạn ơi. Bữa nay là thử cái lò chiên không dầu. Cái màu nó cũng đẹp đó em. Không có bị khô ha. Không đỡ. Mẹ chiên mắm này vô này rửa. Rồi, mời mẹ ăn cơm nha. Tụi con ăn. Chan nước mắm lên. Có cánh gà mẹ ăn, có làm cánh gà sốt nữa. Phải ngửi cái cánh này. Thôi anh ăn đi. Em một dĩa cơm đầy nhóc. Rồi mình trộn đều lên. Bì nè. Dĩa cơm dung trùng luôn bà cô chú các bạn này. Mời cả nhà nè. Mời mẹ ăn cơm, mời ông bà cô chú các bạn dùng cơm. Tụi con ăn đi. Ngon. Ngon nữa. Cơm này mình phải nấu khô khô thì nó mới ngon. Dạ. Cái gỗ này nó ngon. Nó hộp cơm nó gời luôn. Cơm nó gời. Cơm nó khô à. Cái mỡ nó giòn đi hay không? Dạ. Cái này xu đi về trễ. Chắc đi tất niên rồi đó. Học bạn. Học bạn thấy ok. Mình thử không mềm không? Mời bà cô chú thử miếng thịt nha. Mình chờ mẹ miếng thịt to quá vậy. Khá là một xíu mà. Thịt mẹ ướp vừa ăn. Nhưng mà mình nướng bằng cái nồi chiên này thì sao bằng lửa than nữa không? Lửa than cũng không rồi. Không ngon bằng lửa than. Nhưng mà thịt nó cũng ngon bà cô chú. Thịt vừa ăn không? Dạ. Mang mạnh vô. Thế là ăn. Cái chua ăn không được. Chua chua. Nè chua ăn nha, đỡ ngán. Dạ. Có nhiều quán cơm sườn ta làm cái dưa chua cơm muối nè mẹ. Ngon. Với cái cải mà cải Tết mình hay ngâm á mẹ. Kêu bằng cải gì ta, con quên tiêu rồi. Cải muối. Bắp cải. Cải muối. Cái này gì? Bì có thính thơm. Ừ. Mứt bì trộn nhờ. Chứ không, anh mứt bì muốn hoài. Hoài nó tẩy với mày ha. Không. Trắng tươi. Ăn phế lắm. Mà nó đói bụng. Lâu lâu đổi bữa ăn cơm sườn. Món này thì cũng dễ làm bà cô chú các bạn à.
Tự nhiên bữa nay mưa lớn ghê. Dạ. Giống như mưa sưng như mẹ ha. Mà mưa ầm ầm nó phải nó gào qua đâu. Chị đi làm mà thấy chị mưa lắm rồi. Mỗi năm mà tháng này là nắng dữ lắm á. Cái năm nay sau một tuần lễ nay rồi mà trời không có nắng. Ui 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 ui. Ui mẹ phơi kiểu được không? Được không? Chịu nữa làm rồi mà cũng cãi. Cãi không? Chưa. Sợ cái cãi. Bữa giờ mẹ Linh cũng làm củ kiệu rồi củ cải rồi chuẩn bị ăn Tết. Thấy ở đây ai cũng làm luôn mẹ, chạy xe ngoài đường ta phơi quá trời luôn. Tưởng thôi ở đây mua không có làm chứ. Có năm mẹ mua ở chợ về ăn không được luôn. Năm mẹ không làm được, mua về ăn. Ở dưới quê con là hay làm dưa cải nhất. Nhà nào cũng làm nha. Ít làm củ kiệu. Ăn củ kiệu mắc quá. Vận chuyển xuống dưới à, nó giá cao. Ký cũng 70-80 ngàn nhưng mà người ta thấy mắc quá, làm dưa cải nó rẻ. Dưa cải tiếng có 50 ngàn à, làm hũ mà ăn qua Tết luôn. Chấm thịt kho ăn. Hồi xưa cái dùng này là người ta trồng triệu nhiều lắm không? Dạ. Mà mà bây giờ hết hết trồng rồi. Giờ kiểu trồng kiểu ở đâu, ngoài thế nào? Đâu đem về không? Đất ở đây dễ trồng hay sao mẹ? Đất cát hợp với đất cát à. Trồng kiểu ngon lắm. Hồi xưa nhà nào cũng có trồng đám kiểu để ăn Tết á. Dạ. Tết đi bán người ta sắm sửa đồ Tết á. Ở đây người ta trồng kiểu nên là người ta làm ha. Cái ghế là cái quen năm nào người ta cũng làm. Còn nhớ quê con hồi xưa mẹ ra chợ mua cái nói kiểu mắc quá nên là năm nào mới làm kiểu. Làm dưa cải. Ở đây hầu như nhà nào cũng làm thôi. Ăn nữa bởi ăn còn chứ ăn nữa không tên bởi anh chị nè anh nay làm cơm ít không anh đang là thêm dĩa thứ hai không bà cô chú các bạn ăn bì nè phải không dĩa thứ hai ăn với gà hả bà quẩn cái này nhà mẹ xúc cái mắm nè. Thấy cái màu đẹp quá mẹ. Mẹ chiên giòn rồi xong mẹ mới xóc nước mắm rồi. Vậy nó mới giòn. Ngon. Rồi ngon. Nó mặn mặn ngọt ngọt mà luôn. Ăn với cơm ngon lắm. Thử miếng ha. Em còn thịt nè. Mẹ thử cái gà nè, cái cánh á, món cánh này ngon. Mẹ ăn này không hết anh. Ăn dĩa thì no quá trời luôn mẹ. Bên này có canh súp nữa. Thôi anh ăn đi. Em còn miếng thịt nữa. Mẹ ăn nhiều luôn. Dễ già nữa. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là Linh với mẹ với anh An đã dùng xong cái bữa cơm ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn ông bà cô chú các bạn theo dõi video tới đây.